Thế nhỉ? Làm vậy ba mình ăn ví dụ tung gan đấy em bán mẹ con đi bán mẹ có thằng ở làng hai chân đầu tay rồi bán tập mình các em tập đầu rồi em muốn làm tập toàn tập ở làng ở xã em thì mẹ cái môn này thì nó có lao vào đâu có lao vào bán tròn đấy tổ ra thể thao mà có chơi đâu còn bán tròn là cả 120 cây mới cả lớn cứng tuần cứng vãi anh ơi toàn 120 cây xe bảo lợ liên tục mà cố đang đâu phải tốt được xoay đó anh đâu đánh mạnh vào anh đâu mà tốt được là ăn được nữa đi xoay hẳn này xoay này nữa đi mở cố giữ nguyên này mở cố này chưa được à nữa đi chém à anh đâu có ghê chứ anh go không một giây lâu quá lâu lôi được rồi nhân vật kỳ cựu có khác được không anh em tốt đầu thằng Hải Đông mà cứ cổ lớn ngớ là Hải Đông tốt chết ngay dư này khỏe đông tốt mạnh đang có gì thì bị thu biết thì áo anh vật đấy anh Thành anh quay lên đúng lưng mình quay lưng cái áo mà muốn dìu cười về cứ xem buồn cười quá khủng khiếp nhìn trông trẻ trâu vậy hãy thế nhở giao lưu cũng không cần cổ tay không cần phải thẳng lắm đâu cong cong tí được giao lưu có vạch của anh ấy, xoay hẳn lâu mất thời gian rồi anh Long về rồi về rồi về nha xoay à ok nhà định đúng không nhà định đúng không có nằm đây nhỉ gục cổ nó không cầm được cương thẳng đứng này anh em không cầm được luôn ngồi ra đây không cương để đây mới đẹp mà đóng chậm đấy nha cho tôi đóng chậm go nó mà nó bắt đầu tốt rồi thì nó lánh hiểu cả phải đóng cương lại nó không nắm chiêu lắm thằng Hạnh thì nó nắm chiêu lắm ấy băng búa diều này nghiên cứu có má băng búa diều đấy nghiên cứu quá cầm đây là đây bây giờ tài năng trẻ băng búa diều có số có má băng búa diều đấy nhân to thế này đẹp nó cương lên Hải Đông tới khó chịu Hải Đông ơi khó chịu rồi đấu mạnh mà búa cực nào anh bây giờ mà anh vào nó chết thì nó chết luôn búa nó mạnh lắm. Anh Tùng anh Thành đi đánh hết lực. Anh Tùng ơi, tay trái này, cầm cầm. Tay trái này đánh nhau được mày. Đánh thôi. Không nghe à, đánh được đâu. Anh Tùng phải thế, phải có những cái đầu mới hay. Cái kiểu chơi limbo mệt lắm. Vào pha lên. Đi 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 giải thì ngại thôi. Rất nhiều đi mà bắt yêu luôn, vừa mất nghề đấy. Anh gọi thì thôi mà.
Ông mình mà nếu bắt công bằng ra là nó không lợi thế trước là nó cũng khó đấy nhở? Bỏ đây, nó bị vẹo, nó ăn, nó cầm, nó cứ. Mạnh được anh Hải Đông là một. Nguyễn Hiếu nhìn đi học sinh các bạn ấy ạ. Đợt này nó lại giảm cân hay sao ấy? Như tay như cái bè nhỉ? Tè bây giờ mất tập đâu mà. Lại giảm rồi à? Chắc phải giảm mất 10 cân. Vật như cái bè. Cho mày to đi. Như là mẹ. Đánh anh Hải Đông cũng hoạt động rất khó. Quang tròn. Đố bé hại quang trường cái giải. Tiền là cái trái nhóc tao. Cái trái bây giờ đỏ. Quang tròn là 5 kia mẹ. Đấy. Ai lấy cái mặt gì á? Mày có cô à? Đi gặp nghe tay to hơn. Bây giờ tên nhẹ đi bao nhiêu? Cùng cân không? Dạ bây giờ... À... Ủa anh mắc quá. Đâu biết. Tay to. Đi cái dây của tay đau đấy. Em một lần. Bà đang đau. Đau đến đâu? Đau đến đâu?
xin được giới thiệu với cả các bạn, đây là Hoàng Anh Pha, tập 1 tặng 1 điểm. Siết xuống giải mấy cân đi để đánh anh dùng giải này đi. Thân cao thấp luôn. Đâu ở đây rồi. Lẽ lồn. Điều đi đấu rồi. Bác chưa làm cái này trả anh à? Đây là cái này trả cái mặt đè to. Xong lấy cái mặt cổ đấy. À ui sợ. Cái này bẹp lên đây. Cái này bẹp lên đây. Quang trường số 1 cái trả anh ạ. Tới đây là cái mục đích nó khác. Cái số 1 đè trái anh đi phải. Không ra kinh làm sao mà đánh được. Hết thì cùng lo. Chơi gì đấy? Anh ôm hết người anh rồi. Cao đấy. Cái dây này mà.
Bê đi. Em bê một cái thôi, mệt lắm rồi. Kìa, qua kìa. Không, bảo anh cứ bảo bê cái bàn cứ đi. Mẹ mày
Cái này là mình, nhưng mà cái này là được.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ôi, chúng ta cùng nghe thôi.
Anh Thành này, anh kiểu khác. Không biết gì nào. Không còn lực lắm nữa đâu mà không giữ được. Anh kia này buộc vào luôn đi, anh khuyên thật. Buộc tiền gì vậy? Tiền nó hơi đớn mà. Cái đòi mặt lẻ lắm. Yếu lên này hôm giải, vậy nhìn vai u thì bắp trông to. Hôm nay trông bé thì bao nhiêu nhỉ? Nạc hoa thì nạc hoa. Hô, nó đi thi lên hai cái quả vai để của nó lại to. Người phần trên rõ to. Bây giờ thì với anh bảo là bây giờ kiếm được tiền. Bây giờ anh bảo nó tháng nó kiếm được tiền, nó đang trẻ này nó chả ăn, nó chỉ gái như thế nào gì đâu. Gầy thì khó, gầy. Đỡ được à? Đỗ yếu xuống được à? Ui, kiếm đặt chân đi. Đặt chân mông cao đi. Đỗ yếu xuống được à? Yếu. Cây nó à? Ý là được chiến. Cây nó ra rồi. Hay, rồi. Đúng không? Anh Thành Thái Bình các bạn cũng hít gặp Hiếu nó phanh được. Xuống thôi. Anh bảo nó giật cửa nó phát đỡ được hai. Nó cứ để nguyên là nguy hiểm, nó giật cửa nó phát đỡ được hai. Dạ. Cũng bật được. Đánh nhanh. Anh tự bè thì đúng rồi. Đúng rồi, bật với Hải Đông thế này. Thôi cho nó nghỉ đi. Đấy, anh làm việc với này. Làm việc với Toàn. Phải mạnh ra bật mạnh kiên cầm cuối. Vừa bảo Vĩnh Phúc trong dạy lên Phú Thọ. Qua đâu, qua tay trái là đánh cái gì đó. Ông làm một cổ ngoán không được như anh Tùng cái thóc giải thì phải có hà thì được chết. Anh Thái em có cái gì? Chỉ có anh Tùng mới trị được rồi. Cổ ngoán yếu và giải ấy là thầy giáo cổ phát là gì rồi. Đặt lê đi. Rồi, anh ạ.
Cầm lại là qua rồi. Đây lương đi. Đây nào. Tôi hủy thôi. Hôm nay này. Tôi hủy thôi.
Bắt đi cơ.